Aviva là tập đoàn bảo hiểm đến từ Vương quốc Anh với hơn 320 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Aviva chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài sản. Tại Anh Quốc, chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng đầu, phục vụ 1/4 dân số và phát triển rất mạnh tại các thị trường châu Âu, châu Á và Canada. Aviva tự hào là đơn vị bảo hiểm uy tín, phục vụ 34 triệu khách hàng, đem lại cho khách hàng những giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu tiết kiệm cho tương lai và quản lý rủi ro trong cuộc sống hàng ngày. Năm 2011, Aviva chính thức có mặt tại Việt Nam. Cho đến nay, Aviva đã và đang nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình mang lại những giải pháp tài chính ưu việt và sự bình yên cho khách hàng tại thị trường Việt Nam. Để hỗ trợ tốt nhất cho tất cả khách hàng trên cả nước, năm 2019, Aviva đã chú trọng đầu tư mở rộng thị trường bằng việc khai trương thêm 12 văn phòng kinh doanh mới tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Buôn Mê Thuột, Phan Thiết, Vũng Tàu, Hạ Long, Bến Tre và Đồng Nai. Tại Aviva, chúng tôi luôn hướng tới xây dựng một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nơi mà những nhân viên của Aviva luôn không ngừng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo để cống hiến hết mình, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Văn phòng của Aviva được thiết kế hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn không gian mở, nhằm tạo ra sự kết nối giữa các bộ phận phòng ban trong công ty. Với màu sắc tươi sáng, nhiều năng lượng, kiến trúc mới lạ, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, Aviva mong muốn có thể phục vụ tốt nhất cho nhu cầu làm việc lẫn giải trí của nhân viên. Để từ đó, mỗi thành viên khi đến với mái nhà chung Aviva sẽ luôn được làm việc trong môi trường lý tưởng nhất, phát huy tối đa năng lực sáng tạo của bản thân và lan tỏa nguồn năng lượng an vui đến khách hàng. Đối với Aviva, con người chính là giá trị cốt lõi để làm nên sự phát triển bền vững. Hiểu được điều đó, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vững mạnh với chế độ đãi ngộ vượt trội cũng là một trong những trọng tâm của Aviva. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, làm việc tận tâm, cống hiến không ngừng nghỉ. Để khi đến với Aviva, khách hàng sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và chất lượng dịch vụ tốt nhất với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, giúp khách hàng đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu của mình. Aviva mong muốn mang lại những giải pháp tài chính và dịch vụ ưu việt nhất, là nơi để khách hàng luôn chọn lựa và tin yêu. Aviva Việt Nam cam kết sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng. Hãy luôn tin yêu và đồng hành cùng Aviva để Aviva trở thành chỗ dựa vững chắc, che chở cho bạn và gia đình thân yêu, hướng tới một tương lai đầy hạnh phúc và thịnh vượng.